Siêu phẩm gì đây? Cơm rang. Anh vẫn chưa tỉnh rượu à? Tại từ bé đến lớn tôi chưa nhìn thấy một bát cơm rang nào quái dị như Ui này. giời, hình thức quan trọng gì, anh cứ ăn thử đi. Cái quái gì này? Cô thử phần nội dung của cô đi. Siêu phẩm này của cô ấy đúng là thảm họa mà. Hỏng từ hình thức đến nội dung. Cô nấu thế này thì ai mà ăn được? Để tôi đi nấu mì cho anh ăn nhá. Nhưng mà tôi muốn ăn cơm. Cả tuần nay tôi không có một hạt cơm nào vào bụng rồi. Vậy để tôi đi rang lại cơm. Trong nồi còn nhiều cơm lắm. Thôi. Cô mà nấu bây giờ ấy thì là thảm họa. Để đây tôi nấu. Cái gì? Anh nấu á? Xin lỗi nhá. Tôi rất ít khi nấu ăn. Nhưng một khi đã nấu ăn ấy thì nó là hết lấc. Tình tướng. Ngon thì anh nấu thử xem. Người như anh ý, suốt ngày như ông tướng trong nhà, nằm dài chờ cơm. Có bao giờ tôi thấy anh sắn tay vào bếp đâu. Này, chống mắt lên mà xem. Cần thiết ý, thì vào lấy giấy bút ra nhé. Giấy bút làm gì? Thì tất nhiên là tôi nấu ăn ngon quá, cô phải lấy giấy bút ra ghi lại công thức lần sau mà học hỏi chứ. Hả? Cũng được. Nhưng mà về nội dung ấy thì chưa biết. Cô xúc ăn thử đi. Quá tuyệt vời. Cũng bình thường thôi. Bình thường á? Vậy cô có cần ăn lại cái này để tiện so sánh không? Thôi được rồi. Anh nấu ăn ngon, được chưa? Mà tôi hỏi thật nhé, sao cô là con gái mà nấu ăn kém thế nhỉ? Mấy hôm vừa rồi ấy, không một hôm nào đạt cả. May ấy, là tội dễ tính cho nên tôi mới cho qua. Này, tôi nói cho anh biết nhá, mỗi người đều có một sở trường riêng nhá. Anh ấy thì anh giỏi ăn chơi quậy phá, còn tôi thì tôi giỏi thứ khác. Cô giỏi thứ gì vậy? Tôi giỏi cãi nhau với anh. Được rồi, để xem. Ngay cả chuyện đó, xem tôi và cô ai hơn ai. Được thôi,